Dạ, xin được kính chào quý vị cùng trở lại kênh YouTube Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, hôm nay là một video em tiếp tục trở lại cái khu vực chợ sớm mới và hướng đến cái chỗ trên tầng lầu, chỗ hàng ăn uống đó quý vị, thăm anh Lâm. Tại vì nghe cô Loan trên đó cũng kể rằng là anh Lâm dạo này cũng yếu lắm rồi. Hôm nay thì có một chị ở bên nước Mỹ đó quý vị, chị gửi cho em là một số tiền, trong đó em vừa rồi ủng hộ đến gia đình của cô Gấm là 100 đô la Mỹ để mà hỗ trợ trả tiền mai táng, cũng là một cái số tiền từ cái chị này, và tiếp tục là 2 triệu đồng nữa gửi đến anh Lâm bị ung thư vòm họng đó. Và em thì lấy 2 triệu này ra em mua sữa Ensure, tại vì để anh bồi dưỡng sức khỏe. Tại vì nhiều khi gửi tiền đến gia đình thì gia đình không có dám ăn uống gì hết, chỉ để dành tiền để mà lo đi bác sĩ thuốc men thôi. Thì bệnh thì cũng đã bệnh rồi cho nên không có dám ăn uống đâu, cho nên em quyết định là theo sự tư vấn của những cô những chị ở trên chợ sớm mới đó, thì em sẽ mua một thùng sữa Ensure, Ensure nước đó quý vị. Sữa đây là sữa hàng ngoại nhập về Việt Nam, rồi ở đây thì có những cái cửa hàng mà họ chuyên bán những cái món hàng ngoại đó quý vị, từ đồ ăn thức uống cho đến quần áo. Sữa này thì 40 mấy ngàn một hộp, em mua một thùng là 16 hộp, giá là 730 ngàn, còn dư lại là 1 triệu 30 ngàn, 1 triệu 300 ngàn gửi đến anh Lâm. Sắp tới là ngày phụ nữ gì đó của Việt Nam, mấy cái hàng hoa ở đây tập trung rất là đông người. Hoa bán đẹp lắm. Wow, hoa hướng dương đẹp quá chị ha. Cái này là bao nhiêu đó chị? 300 ngàn. Cái này mình có ship tới nơi luôn chị ha. À. Tính sao? Mình tính tiền ship mà còn gần thì mình ship. Dạ. YouTube này đây cổng gì đây? Dạ, Lang Thang Nha Trang. Lang Thang Nha Trang hả? Dạ. Ở đây đầy đủ loại hoa hết thưa quý vị. Hoa hồng. Wow, cái bình hướng dương này đẹp nè. Sẵn lên đây luôn đi, lên đây. Wow, đẹp quá. Bao nhiêu? Khách đưa tiền ấy là đưa cho chú Hùng luôn hả? Hay là cô nhận luôn? Dạ, mình 300 thôi. Rồi, của chú Hùng. Ở đây thì hầu như là giá nào cũng có hay sao chú? Đề thượng vàng hạ cám. Đầy đủ giá luôn. Chú ơi, có thể đổi giùm cho chú Hùng 2 tờ 50 đi. Vô chung kia đây. Chú giới thiệu sớm mình đi chú. Ê, được cái này chắc không rành, để bà xã mà nói chứ. Dạ, thì chú là người thu tiền mà. Đây, con gái nói rồi. Nè, nói lên YouTube được không? Ờ, đây, để con gái nói cho. Thôi con ngại lắm, em, sao anh? Giới thiệu shop của mình đây để bà con tới đây đặt hoa mua nè. Dạ thì shop em là hoa tươi Thanh Ngà, hôm bữa 10 lễ phụ nữ Việt Nam, mọi người tôi ủng hộ hàng em nha. Cho mình hỏi là mình mua lẻ cũng được đúng không? Dạ. Giá nào cũng có đúng không? À rồi. Mấy chị đây chưa biết nói gì hết thưa quý vị, cũng bất ngờ quá cho nên là không có biết phải nói điều gì. Nhánh hồng này là bao nhiêu một nhánh lẻ chú ha? Hồng đỏ thì 15 ngàn, còn hồng màu thì 10 ngàn. Dạ. Cái này mình có thể bó riêng từng bó đúng không? 2 nhánh, 3 nhánh, 10 nhánh, 100 nhánh gì cũng có hết đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này bó với mấy cái bông sao là đẹp ha. Cái bông đó bông gì chú? Mấy cái bông gì mà dạ. Đó là ba bi với lại quả mi. À. Em ơi. Bên đây cũng có một cái cửa hàng hoa nè. Wow, quá đẹp luôn.
Chị, cái này là bao nhiêu đó chị? Cái bó này nè, 400 ngàn thôi. Wow. Không, em quay em ấy thôi chị. Để em lên trên em tìm anh Lâm á. Tặng quà đến anh Lâm. À, cái số hàng bông gì tặng cho chị em? Dạ, dạ. Cái này happy birthday ha. Cái này là bao nhiêu đó chị, giỏ này nè? 600 ngàn. Wow, đẹp quá cô ơi. Dạ, cho phép con chúc mừng người sinh nhật luôn ha. Dạ. Hoa đây hoa đồng tiền hả chị? À, đồng tiền. Cái này là tự mình trang trí luôn hả chị ha? Tự mình bó luôn hả? Tự mình cắm luôn em. Dạ. Wow, đẹp. Mấy chị ở đây rất là khéo tay. Dạ. Chúc chị buôn may bán đắt ha. Chúc chị sức khỏe. Dạ. Dạ, dạ. Lâu rồi mới đi vô lại trong chợ đây thưa quý vị. Không biết trong chợ này họ có cho quay phim hay không nữa. Dạ mấy cô mấy chị. Dạ. Lâu lâu đi dạo vòng cập nhật tình hình chợ sớm mới bên trong. Mấy nay đi bên ngoài rồi. Bên kia là hàng bán đồ khô, bánh, trái cây, giày, dép. Còn nhánh bên đây là bán thịt cá. Wow, bồ kết. Buổi sáng cũng đông vui thưa quý vị. Bây giờ thì em kiếm chỗ đi lên trên thăm anh Lâm. Chào chị. Bữa chị có qua nhà em đúng không? Đúng rồi. Chị phụ bán gạo đây hả? Trên lầu à. À, phụ trên lầu ha. Ở trên lầu á. À, vậy đó hả? Quay clip bảy lần. Chị rảnh không? Không có rảnh. À, dạ dạ. À, đi bưng đồ cho anh ta hả? Mấy chị đây tội. Em có mua sữa cho anh Lâm nè, anh Lâm ở trên đó. Anh Lâm giữ nhà vệ sinh cho nó, anh bị ung thư dòng họng á. Dạ. Dạ dạ. Đây mấy chị ngồi đường này hết đi được luôn rồi.
Dạ. Nãy giờ đi ở dưới mà không dám nói gì nhiều luôn quý vị. Đi ở dưới cũng không dám hỏi thăm bà con luôn, sợ tập trung đông người. Rồi bên mấy anh bên quản lý tới. Chào cô Loan. Chào anh Lâm. Dạ. Anh ngồi đó đi anh Lâm, anh ngồi đó đi. Wow, bà chị còn ngủ ha. Nằm ngủ đây luôn đó. Nằm ngủ đây luôn ha. Từ sáng mới nằm đây thôi đúng không? Đâu có nằm qua đêm đâu ha. Thôi để chị ngủ, để chị ngủ. Em gửi anh hộp sữa nè, đừng có bỏ nó nặng lắm. Em để đây nha, thôi em để đây nè. Chút cái gì anh muốn nằm thì anh nằm cho nó dễ. Anh nằm nghỉ đây, chút em qua em nói chuyện với anh sau nha. Dạ, anh cứ nằm đi cho thoải mái. Để qua hỏi tình hình của anh qua cô Loan coi thử. Dạ. Anh Lâm dạo này thấy cũng ốm quá ha. Rồi da bọc xương luôn. Anh Lâm nằm nghỉ đi. Chào mấy cô, mấy chị. Wow, cái cục bà nạm này hấp nhìn hấp dẫn như vậy. Không, không, không. Wow. Có hai nạm không mà hả, Vi? Lấy nạm vô hả? Có gân không cô? Có, mà hết rồi. Hết gân rồi hả? Còn gầu, có gầu không? Không, đây không à. À, mới gội đầu hôm qua nên không có gầu đúng không? Ở đây mình bán là chuyên bò chứ đâu có giò heo đâu hả con ha? Cô bán heo. À. Cô bán bò không à. Nay lên buổi sáng được một bữa nè, mấy bữa trước lên hơi trễ. Cho nên mấy cô mấy chị cũng dọn hàng hết rồi. Để em qua em gặp cô Loan tí xíu. Cô Loan ơi. Dạ. Đây nè cô, hồi nãy cô có tư vấn cho con á. Con mua sữa nè. Đây cô thử phải loại sữa đây không cô ạ? À? Đây con mua nguyên một thùng luôn nè. Thùng này là hết nhiêu con? 16 chai là 730 ngàn á. Rồi. Dạ, còn đây nữa nè. Đây nữa là số tiền còn dư lại nè cô. Không không, để anh ngồi đi, mình qua bên đó ngồi đó đi cô. Dạ. Anh ngồi đó đi. Nằm đó đi rồi. Dạ, cô xách qua giùm con ha. Cái này là của một chị bên Mỹ ha. À. Chị bên Mỹ rồi, bây giờ con xin phép nhờ cô nói với anh Lâm giùm con ha. À, thì bây giờ nói sao? À, cô thay mặt chị bên Mỹ. À rồi, nè Lâm ơi. Đây, một chị bên Mỹ. Thấy em bệnh như vậy thì chị gửi về, chị giúp cho em vừa có sữa uống bồi dưỡng mà vừa có tiền để mua thuốc uống. Rồi em nhận đi rồi em cảm ơn. Đây, rồi thùng sữa là hết 730 ngàn hả con? Rồi còn bao nhiêu thì em đếm em nhận là 2 triệu. Đó. Rồi ha, rồi em cảm ơn, thôi em nói không được, thôi chị cũng thay mặt chị cảm ơn. Dạ. Cho thôi cảm ơn chị đã thương em gửi về cho em vừa có sữa uống mà vừa có tiền mua thuốc có để mà chống chọi với bệnh tật, để sống được ngày nào thì mừng cho em ngày đó.
Chứ bây giờ thì tình hình cũng quá ấy rồi. Thì bây giờ thương em thì giúp cho em được ngày nào. Mọi người và ai thương em thì giúp cho em chứ. Bây giờ thấy đau lòng quá mà không biết cô kể sao. Luôn đi cô kể là có tiền là chỉ lo thì đó. Bồi dưỡng cho sức khỏe nữa. Thì đó bởi vậy cứ ví dụ như Mạnh Thường Quân mà có giúp đỡ cho được đồng nào thì cứ đầu tiên cứ nghĩ đến thuốc không thôi. Nghĩ để làm sao mà có tiền để mà uống thuốc để cho nó bớt đau đớn, nhưng mà không nghĩ đến sức khỏe. Cứ nghĩ đến tiền thuốc thôi, cho nên bây giờ là vừa chị gửi về cho thì vừa có tiền để uống thuốc mà vừa có sữa để em có sức khỏe. Em uống được sữa thì em ăn không được rồi. Hiện tại bây giờ là ăn không được, nhưng mà bây giờ phải có cái sữa uống vô để mà em mới có sức em chịu đựng những lúc mà vô thuốc hay là những lúc mà người ta chích thuốc cho em vật vã như vậy thì em cần phải có sữa để em uống để em mới chống chọi được bệnh tật. Chứ không là em không có sức đâu, ăn không được. Mà bây giờ đâu còn cái chất gì ngoài cái sữa. Không còn được cái chất gì hết, ngày không ăn uống gì hết, chỉ có cháo xay ra rồi. Mà gia đình nó cũng khó khăn lắm, chỉ lo kiếm cầu cho có được tiền thuốc. Đi bệnh viện đi qua đi về để mà lo tiền thuốc thôi. Nghĩ giờ cảm ơn chị Mạnh Thường Quân ở Mỹ đã thương em là vừa giúp cho tiền mà vừa có sữa để cho em uống. Em được... Mấy nay là ngày nào cũng đi... ngày nào cũng đi qua đi về hết á. Mà nằm bên đó cô đơn buồn bã quá đi. Rồi ra chợ nằm ở đây thì chị em rồi có người hỏi thăm người tiếng cũng an ủi cũng đỡ được. Nhiều khi thấy tươi tỉnh thì cũng mừng, mà nhiều lúc thấy nó vậy thấy cũng nó rồi cứ ra đây nằm nó người này hỏi tiếng người kia hỏi tiếng để cho nhiều nó... khi thấy tươi tỉnh đó chứ mà chiều lại đi bệnh viện hồi nào không biết á, thì nhiều khi thấy tươi tỉnh thì mừng hỏi hôm nay chị thấy em có vẻ tươi tỉnh, em có mệt không, có đau không, thì nó lúc thì nó nói đau lắm, nó gật đầu nó kêu đau lắm, nó thôi bây giờ không biết sao. Cầu xin em có ai thương giúp cho em có tiền uống thuốc để em đỡ đau đớn thôi. Được ngày nào em được, con thì còn nhỏ quá đi. Bây giờ chỉ mong em được ngày nào ở với con ngày đó thôi, chứ giờ không mong em được cái gì hơn nữa. Đó, đúng không? Ừ, giờ còn em... chị đây cũng góp hết sức rồi ha. Được thì đó, đúng rồi, không có được con à. Không thể được. Ừ. Được kênh của con là cũng được nhiều người Mạnh Thường Quân tin tưởng mà gửi về để giúp đỡ cho những hoàn cảnh này. Cô mới có một người khách lên đây ăn nè con nè, cô đó cô nói là cô coi kênh của con, cô thấy kênh con là cũng là cái cầu nối để giúp đỡ cho những người nghèo đó. Cô nói là có một cái hoàn cảnh này rất là đáng thương, là mà bà cụ này nghe nói đã 80 tuổi hả? 80 tuổi rồi mà không nhà, không cửa, không chồng, không con, không gì hết. Mà đi làm thuê buổi sáng á, thuê nhà trọ đâu đường Huỳnh Thúc Kháng á, một tháng là 600 ngàn. Hằng ngày á, là đi rửa tô, rửa đĩa cho cái người bán bánh căn, chỉ được 20 ngàn một buổi sáng, chỉ được 20 ngàn thôi. Để mà kiếm cơm ăn, rồi ở quanh đó người ta thấy người thì cho được hộp sữa, người thì cho cái gì để sống qua ngày thôi, rất là khó khăn. Mà bây giờ là buổi chiều lại là dành thời gian để đi nằm giường, đi nằm gì đó. Lên nói với cô như vậy đó. Xong ở đoạn nào vậy cô? Ở bây giờ để cô liên lạc với cái người giới thiệu nha. Dạ. Cô nói cái cô đó, cô lên đây, cô ăn, cô cũng nói là thấy đau lòng lắm mà rồi cũng không có gì giúp. Lâu lâu mua cho hộp sữa để cho bà uống thôi. Chứ đi rửa đĩa, rửa chén cho cái hàng bánh căn đó mà chỉ được có 20 ngàn thôi. Mà thuê nhà một tháng 600 ngàn. Không có một người thân nào, không chồng, không con, không tất cả. Coi như là toàn bộ là con số 0 không, chứ không có cái gì hơn hết. Mà rồi xong cô mới nói thôi bây giờ là em cho em là người giới thiệu thì em cho chị số điện thoại đi. Lát nữa là kênh Lang Thang Nha Trang nó lên đây á, là chị sẽ giới thiệu dùm để cho bà đến với các nhà hảo tâm. Để may ra là giúp cho bà, để cho bà có được cái cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Nhưng mà 80 tuổi rồi mà còn đi rửa đĩa để mà kiếm sống thì quá đau lòng, quá đau con hả? Xong rồi cô nói thôi để cô, có gì á là cô gọi điện cho cái người nó nha. Dạ, dạ. Cô gọi điện để con đến rồi con có
trích quỹ của các nhà hảo tâm đó, con giúp đỡ cho bà được đồng nào cho bà có tiền bà uống thuốc cho từng đó tuổi thôi. Dạ rồi, 74 ao thì tôi kháng, con biết rồi. Dạ, chào cô Sa, chào cô Loan. Dạ, dạ. Chào anh Lâm nghe. Dạ, nghỉ ngơi nha. Để con qua bên Huỳnh Thúc Kháng, chào mấy cô mấy chị. Dạ kính thưa quý vị, bây giờ thì em sẽ đến với lại hẻm 74, chỗ nhà của bà Trang bán bánh căn phụ bán thôi, để mà gửi đến bà những cái phần quà yêu thương từ những cô chú mạnh thường quân. Nãy có ghé bên hàng bánh căn thưa quý vị, thì nói là bà đã về nhà rồi. Đây là hẻm 74. Dạ. Chị hả? Hẻm 74 đang tìm nhà bà Trang á. Bà Trang đây nè. À, là cô đây đó, cô đây lên ăn phở gặp cô Loan đó hả? À, chị đây. Dạ. Dạ. Cái cô Trang này là cô thương nhà cho mày cô ở. Dạ. Cô bệnh đau, cô đi làm. Cô đi làm thuê cho cái quán bánh căn kia, rửa chén buổi sáng có 20 ngàn thôi. Mà giờ cô bệnh đau, cô đang lặt rau bên chỗ kia. Bây giờ em đến nhà trọ để em quay luôn. Dạ rồi. Bây giờ có thêm một người nữa, người ta bị gãy chân mà người ta già, người ta không có ai nuôi hết, người ta nằm một chỗ. Chỗ nào đâu? Đây chị. Chỗ đó luôn ha. Dạ dạ, đi đi chung luôn. À vậy đó hả? Nhanh nhanh chứ để thịt cháy hết. Kính thưa quý vị, người Nha Trang là như vậy, luôn luôn rất là nhiệt tình và giúp đỡ đến người khó khăn. Thì chị đây là đang nấu ăn nè. Sáng giờ chị cũng bận lắm, khi mà chị được cô Loan kể đến những cái người có mạnh thường quân giúp đỡ đó, thì giới thiệu đến những người khó khăn liền. Là cô Trang ạ? Vâng, cảm ơn. Dạ, dạ. Cô Trang dắt con vô nhà. Dạ, dạ, chào chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Dạ. Rồi, cô vô nhà ha. Cô sinh sống ở đây từ xưa tới giờ không? Từ xưa tới giờ mà. Nhà này là nhà của anh Long gì đúng không? Đúng, anh Long.
Vĩnh Long, ảnh tên là Vĩnh Long. Đúng rồi. À dạ dạ. Dạ. À con nhớ cái hẻm này. Hẻm này như có một bạn con tên Trung nè. À không có. Nó dạy ở trường và trường gì ở dưới khu Thánh Gia á. Thêm một bà già cô đơn nữa chú à. Dạ dạ. Đây cô Trang ở chợ hả? Ở chợ cũng không chợ luôn rồi chú à. Dạ. Nói thiệt với chú thì cũng có chồng mấy chục năm mà không có con có cái gì hết. Rồi chồng chết, nay chồng chết mười mấy năm rồi cứ đi làm mướn cho người ta. Bây giờ trong người nó bệnh quá. Rối loạn tiền đình rồi còn có hư hết một quả thận, còn có một quả thận bên phải. Rồi đau lưng từ trên này xuống tới gót chân, ở đằng trước này xuống tới đầu gối. Mà bây giờ mình thì không có ai cháu rồi, không dạ. Có. Cho nên phải ráng đi làm mướn cho người ta kiếm tiền sống qua ngày chứ không, dạ, dạ. Không biết. Mời chú vô. Đây người ta cho mướn, còn cái xe này là cái chú bán bánh căng ở ngoài đó ha. Chú bỏ chú gửi chứ cũng không phải là của tôi, bây giờ tôi không có cái gì hết. Dạ con biết con hiểu, dạ. Những hoàn cảnh như cô này được người ta giúp đỡ một số trang vật dụng đó. Đúng. Rồi nhiều khi xe cộ gửi đây thì con cũng biết luôn, mình cô 80 tuổi ở mình thì xe đâu mà đi được. Đúng rồi. Dạ. Xe đồ thì cũng người ta gửi. Người ta thấy mình phòng trống người ta có cái gì người ta bỏ vô ta gửi chứ cũng không phải của tôi. Dạ. Vậy con quay xung quanh ra tí xíu được không cô? Được chú. Dạ, ở đây có ẩm thấp gì không ạ? Có. Trời mưa thì chỗ này nó dầu hết xuống chú. Rồi ở bên này thì nó cũng dột xuống cho em quà, kéo cái giường ra. Rồi từ chỗ bếp đó vô tới nhà tắm là coi như là nó cũng dột hết. Chỉ có được một chút chỗ này á, mình nằm nó không có dột thôi. Vậy đó hả? Vâng. Ở đây thì dằn cái bọc ni lông rồi lại ha, cho vâng. Nó khỏi bị dột đó. Đó đó chú à, đi vô. Sao mình không nói chủ nhà chợ người ta chủ nhà sửa lại? Người ta không chịu sửa tại vì người ta ở Mỹ rồi, cái rồi ta không có muốn sửa chú à. Với lại nói thiệt à, sửa. Chắc là mình ở rẻ quá cho nên là dạ. Mà nó thiệt ở con mình chứ ở thêm người nữa cũng không được vì mưa nó dột xung quanh hết rồi chú. Dạ. Rồi từ chỗ bếp này vô tuốt cả trong kia. Rồi từ ở đây nó dột xuống. Rồi bên này nó cũng dột nữa. Chị... Ở đây con thấy có tivi là mình coi truyền hình hay mình coi mạng không? Coi đài truyền hình cáp thôi chứ không có mạng hay chú. Không có mạng ha. Vâng, tại vì nói thiệt với chú tôi cũng không hiểu, nhưng mà người ta nói mạng với 100-200 ngàn tháng mình thử thôi không có tiền. Dạ. Kệ chứ mình đi làm mướn á chú à. Con hỏi thăm cô cái này nữa là một tháng 600 ngàn, một ngày con làm có 20 ngàn thôi, thì đủ tiền để mà trả tiền phòng trọ không, đủ tiền ăn uống gì không? Cái chú bé mà bán bánh căn ở chỗ chợ này nè, nói xuống là tôi làm cho chú thì chú nó cho tiền cả tiền phòng, tiền điện, tiền nước, rồi còn cái tiền ăn mình phụ vô trưa cái vô nấu cơm nấu nước cho chú rồi mình có miếng cơm đó ăn thôi. Dạ. Còn khi nào ví dụ lỡ mà có cần cái gì chú nó cho thêm vài trăm vô để mình mua thôi. Với lại ở đây nhiều lúc mạnh thường quân ở xóm ở thấy mình cũng khổ, có người cho vài trăm rồi hay 100 bọc túi để mà mình tiêu xài hoặc là mình mua thuốc uống chữa bệnh chứ cũng không dám tiêu xài gì hết chú à. Dạ. Ăn sáng đồ thì cứ cô Hòa bán rau trước cũng mua mì tôm hay là phở gói rồi cô cho, thì thế là mình cứ ăn như vậy. Dạ, hàng dạ. Ngày vậy cũng mừng quá cô ha. À, bây giờ thì cô đi với con qua cái nhà phòng bên kia đi, gặp cái cô kia luôn. Dạ. Dạ. Bà cũng nêu đơn giống như tôi, bà tôi hồi giờ bà cũng không có con có cái gì hết đó chú ạ. Nhưng mà bà đã có cái là bà cho có đứa hồi đó chủ nhà, hồi bà làm ở nước ngoài nó cho tiền bà một tháng. Dạ. Cho nên bà có bà sống bà đỡ hơn tôi nhiều. Khổ khổ. Đó đó không, chị đang nói nè. Chị giới thiệu. Nồi cá sao rồi? Tắt lửa rồi. Tắt lửa rồi ha. Tội em. Cái đồ đạc này là của cái thằng chủ bán bánh căn nó gửi. Dạ. Nó gửi trong phòng trọ cho cô, có cái giường không người ta cho chứ không có cái gì hết. Đúng dạ dạ. Thiếu thốn lắm. Cái này nó cho. Dạ rồi mời cô mời chị vô nhà bên cô đây luôn. Chị đây là không. Dạ. Con ngồi chị chơi với cô tí xíu được không cô? Dạ dạ. Cô ngồi đây đi. Không, mà con ngồi đây. Giường này con ngồi nữa được không? Được. Con ngồi ngay góc đây này, không được, sao đâu. Được, con ngồi ngay cái chẳng ba nè. Đó.
Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, em đang ngồi trong một cái căn phòng trọ. Căn này thì khá hơn căn của cô ha. Căn này thì không biết là cái này là chủ nhà người ta cho thuê kiểu khác hay là... Dạ, cái này thì giá bao nhiêu một phòng cô? Cái này 1 triệu. 1 triệu. Còn căn của cô bên kia thì tường nó chóc lỡ rồi. Căn bên này có vẻ nhìn mới quá. Em mới sửa nè. Là cô tự sửa hay là không, chủ nhà sửa? Chủ nhà ta sửa. Mấy bữa là cô ở trên lầu nè. Dạ. Có 400 thôi. Thì bây giờ trên đó là nó sụp hết một nửa rồi. Dạ. Thì chủ nhà người ta ấy xuống dưới này thì ta nói bây giờ chuyển xuống á. Cảm ơn em. Chuyển xuống á thì tiền nhà phải 1 triệu. Thì ra bây giờ là giờ trước mắt là cứ chuyển, còn tiền có không có tính sao. Dạ. Thì trước mắt là cứ lo được cái tháng này cho người ta cái đã. Thì mới chuyển xuống đây được nay mới có 2 hôm, thế nó sập hết rồi, mưa cây 2 cây mưa vừa rồi. Còn như nó sập nát hết luôn. Cái tàu nó ở cũng thuê cũng của chủ nhà này. Dạ, dạ. Đó, mà trên đó thì có 400 thôi. Bữa nay dưới này thì xuống đây 1 triệu. Dạ. Ở đây thì cô ở một mình hay là chung với ai không? Không, không có ở. Mới dọn thì đâu có ở chung với có ai. Có người thân gì ở đây không? Không. Chồng chết. Cha mẹ hồi nhỏ, cô còn nhỏ, cha mẹ đi tập kết, người Tuy Hòa mà. Chết hết dòng họ ngoài đó, bây giờ không biết tìm ở đâu ra. Tìm hoài cũng không có ai. Giờ cô giờ năm mấy, gần 7 mấy, gần 80 rồi. Dạ. Thành ra những người trên mình thì hết, còn dưới mình thì mình, chồng cũng chết, con không có. Vậy một thân một mình thôi. Một thân một mình cứ lăn lóc. Bây giờ còn được đồng nào ăn thì ai giúp cho được đồng nào hay đồng đó. Làm cách nào để mà cô có tiền để mà sinh hoạt hàng tháng rồi trả tiền nhà trọ? Coi như là cô mới nghỉ nay khoảng chừng độ 2 năm. Dạ. Thì trước đó cô làm thì cô cũng để dành dụm được chút ít. Thì cứ lây lất như vậy, bây giờ ai cho thì mình ăn. Còn cái tiền kia thì mình để dành trả tiền nhà. Dạ. Chứ không thôi người ta đuổi mình ra làm sao. Dạ. Bây giờ đã chân yếu mà mắt mờ nữa. Làm cái gì cũng phải mò chứ không có thấy đường. Dạ, dạ rồi. Dạ. Còn cô làm sao cô ạ? Rồi cô thì nãy giờ cô cũng nói với chú như vậy. Dạ, cô không còn người thân nào ở đây hết luôn. Không còn người thân vì cô là quê ở Quảng Nam. Dạ. Nhưng mà cái thời cô mới bắt đầu hơi lớn lên thì bị chiến tranh. Hình thử cũng bỏ quê mà đi. Rồi bây giờ cứ lưu lạc ở xứ người vậy, rồi sau có chồng cũng mấy chục năm. Rồi không có con thì chồng ổng chết bữa nay được 13 năm rồi. Rồi cô bây giờ hiện tại là cô cũng đi làm mướn, làm thuê cho người ta. Chẳng hạn như người ta kêu làm cái gì mình rửa chén, mà bây giờ thì nói chung sức khỏe thì nó cũng không có được ổn mấy. Vì cái đầu cô nó bị chán ván đi, nhiều lúc nó cũng muốn ngã muốn té. Rồi đau trong người từ trên xuống dưới thì cứ nhức mỏi, rồi cứ đau cái lưng từ trên xuống dưới gót chân. Ở đằng trước thì hai bên này, nhưng mà bây giờ mình không có ai giúp đỡ chi phí, chẳng qua là những mạnh thường quân họ thương thì cho vài trăm vậy đó, bọc túi rồi để dành, ví dụ như uống thuốc uống đồ, chứ còn cái chuyện mà tiêu xài ăn uống thì không dám. Còn cái tiền nhà tiền đồ là cái chú làm cho chú nó trả cho. Dạ rồi. Cô không có ai hết, con thằng mình à. Dạ dạ. Con được sự giới thiệu của mấy cô mấy chị ở chợ Sớm Mới, thật sự là rất là nể và thương mấy cô mấy chị ở đây. Ai cũng khổ hết, họ buôn bán cũng ế ẩm lắm, nhưng mà cái tình thương yêu đồng bào nhân loại cũng như là những hoàn cảnh cùng khó khăn đó, thật sự là đáng quý. Và họ giới thiệu đến cô và cô đây nữa, thì hôm nay con có duyên gặp được hai cô ha. Con xin phép được thay mặt mấy cô, có nhiều cô lắm, đó là Phật tử ở bên Mỹ đó. Cô này thì ở bên New York, thì con không biết là những Phật tử chung với cô là ở đâu, nhưng mà chắc chắn là ở Mỹ rồi. Thì có gửi về cho con là $500, thì con đổi ra được đó, $500 con đổi ra được là 12.220.000 là con xin phép dùng cái số tiền đây nè. Con sẽ đi các nơi ở thành phố Nha Trang, trong đó có những hoàn cảnh giống như hai cô ở đây, cũng giống như là những hoàn cảnh mà những người mà người ta tu hạnh ở trên cốc hay trên núi vậy đó, là chùa nghèo đó, thì con sẽ thay mặt các cô Phật tử để mà gửi đến
những bà con thì con xin phép được tặng đến cô là 500 ngàn ạ. Vâng, xin cảm ơn chú. Dạ, con tặng cô 500 ngàn ha. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ vì một miếng khi gói bằng đói, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Dạ, thành ra phải nói chung lại cầm cái đồng tiền mà nước mắt nó rớt, chứ còn không muốn khóc đâu. Dạ. Đó, thiệt lòng mà nói muốn khóc, bây giờ mình cũng già rồi. Chưa biết mình đi hồi nào, giờ cũng gần 80 rồi. Dạ. Thấy không? Nhưng mà không có ai hết, sống đơn thân phải ráng lây lắm thôi. Dạ. Nhà này con mới dọn xuống con mới thấy nè, chứ còn nếu mà con lên trước nay 2 ngày chưa mưa, con lên con thấy cái nhà trên đó nó còn thảm hơn cái nhà của chị bên đây nữa. Dạ vậy đó hả? Dạ, dạ. Nó đột nát dạ. hết. Dạ. Bây giờ là nó dục nát hết trên đó, không dạ. còn chỗ nào nữa. Cô cố gắng nha. Dạ. Ừ. Rồi thôi bây giờ cho cô trước hết là cảm ơn chú. Và sau chú chuyển lời cảm ơn những mạnh thường quân. Rồi sao nữa giúp đỡ cho những người già là những người neo đơn ở Việt Nam này thì nói chung là một đồng cũng quý giá to so với những người mà cổ cho cô chuyển lời cảm ơn hết. Và dạ. cô cũng cảm ơn chú dạ. trước. Con xin phép được thay mặt các cô Phật tử bên Mỹ gửi lời chúc sức khỏe đến hai cô được mạnh khỏe, bình an. Dạ, cố gắng giữ gìn sức khỏe cô ha. Dạ, kính thưa quý vị, hai cô này thì cũng... Một cô cũng 80, một cô cũng gần 80 rồi, cô đơn một mình thôi, sinh sống ở đây thì hầu như là tuổi thì không có còn khả năng mà đi làm lao động đó mà kiếm được nhiều tiền nữa như cô Trang đây nè. Thì chỉ là phụ bán rồi ai cho được gì thì mừng. Và hy vọng rằng qua cái clip này đó, rất mong được những cô chú mạnh thường quân anh chị thương hai cô có thể đi cùng mấy cô trên quãng đường dài, ví dụ như là có thể ủng hộ đến cô tiền phòng trọ hay là ăn uống gì đó ha. Dạ, cảm ơn mấy cô Phật tử rất là nhiều, và đặc biệt là hôm nay cảm ơn chị bên Mỹ đã giúp đỡ anh Lâm bị ung thư vòng họng. Dạ, chào hai cô ha, cô xin phép. Dạ, dạ, dạ không có gì đâu, dạ, vui vẻ ha, bình thường không có cái gì mà phải xúc động hay là gì hết. Cái này là một cái tấm lòng nhân ái của những cô chú anh chị bên đó. Dạ. Dạ, dạ con xin phép. Dạ. Rồi con dẫn cô qua đường. Rồi cô qua cô làm nha. Dạ, dạ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì cô Trang lặt rau để mà phụ giúp những người buôn bán ở đây để kiếm thêm được đồng ra đồng vô. Hôm nay cho phép em được nói lời cảm ơn sâu sắc đến một người chị đến từ nước Mỹ, cũng phải nói là rất là giàu lòng nhân ái, yêu thương đồng bào của mình và đã ủng hộ đến anh Lâm là 2 triệu đồng. Và chị thì cũng hay gửi tiền về cho em để làm những cái buổi thiện nguyện đó quý vị. Trước đó thì chị cũng đã gửi 100 đồng giúp gia đình cô Gấm lo mai táng. Thật sự là rất biết ơn chị cùng những anh chị mạnh thường quân rất là nhiều. Và hôm nay thì em cũng đã nhận được 500 đô la Mỹ từ các cô là Phật tử ở bên Mỹ đó gửi về để lo lắng giúp những bà con khó khăn nơi quê nhà. Cảm ơn mấy cô rất là nhiều. Đến đây thì em xin phép được kết thúc video này. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.